Hello, xin chào các đồng chí, chỉ có bạn thân mến của Lê Minh. Mình đang đi chợ, thấy có câu chuyện cũng khá hay, cho nên lấy máy ra live để chia sẻ cùng với anh chị các bạn. Các bạn thấy ở cái nước Mỹ này, cuộc sống nó vất vả như thế nào khi người ta họ bế tắc, trời nắng hơn hơn 45 độ C á, các bạn biết, ngồi ở góc đường vậy đó. Mình quay mấy cảnh này mấy thằng mà nó cuồng Mỹ á, nó bảo là sao không về Việt Nam ở đi. Các bạn thấy mình quay mấy 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 đứng đây khi không muốn người ta thấy, quá các bạn thấy ở nước Mỹ tướng tá cũng còn mạnh khỏe lắm nha, mà Mỹ trắng á, ngồi gần ngay góc bên bên Mỹ bây giờ nhiều lắm anh chị các bạn. Ở bên Mỹ bây giờ cái cuộc sống mà người ta vất vả đó, cái họ ngồi ngay góc vậy đó, ở mấy cái đường phố mà xa nó hơi mờ mờ, tại vì mình không có muốn quay gần ra khi người ta nó chửi mẹ. Các bạn thấy đời sống ở Mỹ tội ha, chứ đâu phải. Nói chung bây giờ có nhiều người họ nghĩ rằng qua Mỹ đổi đời hết được, nó không, nói chung vất vả lắm. Mình chia sẻ thì cái tụi mà nó cùng Mỹ nói có những người xếp hàng đi qua Mỹ hay chờ qua Mỹ hay là xin qua Mỹ, các bạn nghĩ là những người đó họ thuộc diện nào? Những người đó người ta thuộc diện là du học hay là người ta đi có công chuyện gì đó hay là người ta đi làm cái gì đó, đời sống của người ta họ có tiền, họ có của ăn của họ mới đi theo những cái diện visa, theo những cái visa nào mà chính phủ Mỹ nó cấp cho đi thôi. Chứ còn mà đi qua Mỹ mà gọi là đổi đời thì tôi nói chị các bạn biết, quên đi. Bây giờ mà nói đi qua Mỹ ra nước ngoài để đổi đời thì hãy quên đi quý vị. Quý vị là những người có của ăn của dư của thừa của để trong nước, cố gắng mà lo sống mà lo làm ăn, có tiền thì đi chơi, có tiền thì đi chơi rồi về. Chứ bây giờ mà đời sống bên Mỹ mà các bạn thấy đó, anh chàng này cũng còn trẻ lắm nha, chứ không phải là những người mà nhiều nhiều người nói là những người này họ bị bệnh tật thế thế này thế nọ họ mới sống cuộc đời gì. Nói chung hoàn cảnh nước Mỹ bây giờ khó nói lắm, rất là khó nói. Chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha. Hoàn cảnh nước Mỹ bây giờ những người mà gọi là vô gia cư không phải là họ bị tù tội rồi nào là những cái bệnh hoạn của họ hay này nọ, nó không phải là như vậy. Những người mà homeless bây giờ đại đa số phần nhiều là họ 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 bị đời sống kinh tế xã hội Mỹ mà nó bất ổn, nó đẩy con người ta đi vào trong cái cuộc sống bế tắc. Các bạn thấy ngồi như vậy đó mà sống lay lắt, chừng nào đói á, đói thì cứ đi xin, còn xong xuống mấy cái chỗ tập trung. Đó, mấy chỗ tập trung nó có tắm rửa tập thể, nó ở cả cả ngàn người trong đó vậy đó, giường thì 2 tầng, tập tắm rửa ăn ngủ tập thể hết. Thường nó nằm ở mấy khu trung tâm thành phố. Các bạn thấy đời sống mà, bởi vì là mình chia sẻ không phải là mình nói xấu nước Mỹ gì, cái sự thật nước Mỹ nó là như vậy các bạn biết không? Tại vì những cái thành phần xuyên tạc chống phá đất nước nó quay về Việt Nam, nó ở trên không gian mạng này mà. Tôi nói anh chị các bạn biết, vào trong mấy cái đấu trường của tụi nó, tụi Việt Tân cũng vậy, nó xảo trá, nó bị bợm lắm, nó lừa đủ kiểu đủ cách. Nếu mà nó để cho tôi thêm những người anh chị em các bạn mà vào trong diễn đàn nó mà mặt tụi nó chịu không nổi đâu. Tôi nói chịu, tụi nó không bao giờ chịu nổi. Nó rất là sợ những cái
người mà nói về những cái sự thật, cái tụi chống cộng ở hải ngoại, cái đám diệt tân cũng vậy anh chị các bạn nhá. Tụi nó sợ lắm, ở trên mấy cái đấu trường, mấy cái không gian mạng của tụi nó, tôi nói chị qua, từ khi mà Việt Nam, từ khi mà cộng đồng thế giới bắt đầu có internet là tụi nó xuyên tạc đủ kiểu đủ cách, xuyên tạc mọi thứ thôi. Mà vào trong diễn đàn đó mình phản biện lại nó là nó bịt miệng các bạn, nó bịt miệng liền, nó không có cho mình nói về cái bộ mặt thật của nước Mỹ, cái xã hội hay là những cái gì mà tụi nó xin tuyên truyền đến gì các bạn, nó không có muốn. Thấy đời sống Mỹ bây giờ, những người nào mà họ đi qua Mỹ đó, ví dụ như có gia đình thân nhân bà con, thân nhân bà con, có những người người ta có cái cuộc sống mà họ đã ổn định rồi đó, công ăn việc làm của họ, họ ở Mỹ có nghĩa là họ có cái nền tảng về 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 tài chính, đời sống, công ăn việc làm thì không nói gì. Các bạn biết qua thì mình cùng nhau làm ăn, còn mà bây giờ mà tôi nói bỏ tiền tỷ đi qua Mỹ để mà gọi là đổi đời, trời ơi quên đi. Tôi nói thật á, cuộc sống đi ở Mỹ bây giờ làm ăn khó lắm, tụi chính trị Mỹ nó còn đấu đá nhau ghê lắm, nó còn chuẩn bị đấu đá nha, coi cái cuộc tranh cử nó giành quyền trong quốc hội đó, trong cái nhiệm kỳ năm 2022 này, nó đang ra những cái chiêu trò mà nó sẽ đập nhau, nó sẽ tung ra những cái mà tin tức rồi truyền thông bẩn để nó hạ bệ uy tín với nhau trong cái đảng phái, hai cái đảng phái lớn của nó. Các bạn biết hiện nay chính trị Mỹ nó lộn cào cào rồi, tụi truyền thông rồi xã hội Mỹ bây giờ nó hồng hay nấy dữ. Nếu mà mình có cơ hội qua Mỹ để đi học á, thì ok, làm ăn thì mà có người đỡ đầu thì ok, nhưng mà đừng có đi ra nước, ra được nước ngoài rồi bắt đầu quay lưng với tổ quốc, với quê hương, rồi bắt đầu lên mạng chê bai Việt Nam, rồi chửi bới Việt Nam, nói xấu xuyên tạc đồng bậy đồng bạ. Tôi nói như các bạn, mấy cái điều đó nó không có tốt gì cả. Cái nước Mỹ này không phải dễ dễ ăn đâu, cái thằng cơ bản mà qua qua được nó rồi, nó bỏ ra 1 đồng phải làm lợi cho nó 10 đồng, chứ đâu phải đơn giản đâu anh chị. Các bạn thấy đời sống của Mỹ rồi, ở tiểu bang tôi là nó nóng, các bạn biết bây giờ là 45 độ á, nó còn nóng nữa. Nó nóng xe mà hơi mà không có quay cửa xuống mà để hí hí cho nó ra bớt hơi nóng, ngồi vô giống như ngồi trong cái lò lửa vậy, bật một hồi mở cửa ra hết để làm cho nó giảm bớt cái nhiệt, là độ nóng các bạn thấy hết nóng tôi đen lùi luôn nhá. Mùa này là vậy đó, mùa này là vậy á, về Việt Nam Tôi đi tùm lum trắng tươi ở bên này. cái xã hội Mỹ con người ta nó như cái máy, cái người máy robot vậy anh chị các bạn ơi. Có nhiều người họ qua Mỹ rồi họ sống, họ ăn được những cái cao lương mỹ vị, họ đi xe, họ ở nhà bự nhà to, rồi các bạn nghĩ đi, cả một vấn đề họ nghĩ là đời sống của họ nó tốt hơn rồi, nó tôi nói anh chị bạn, còn trăm bề trăm bề trăm bề mọi thứ không đâu bằng ở quê hương mình. Ở trên có nhiều người, nhiều ông bà Việt kiều cũng vậy, tôi thấy ở trên mạng này Về Việt Nam đòi hỏi đủ thứ hết. Tôi lên trên mạng để xem tin tức, tôi thấy có nhiều ông Việt kiều cứ đòi hỏi về, cứ than than trách than trách là nào là nghị quyết 36, tại sao tôi về Việt Nam tôi gặp khó khăn trở ngại thế này nọ. Chẳng có gì mà khó khăn trở ngại, tại vì mình về Việt Nam
một số các bạn tham gia vào chính trị rồi rồi chia sẻ rồi nói những cái phát ngôn nó không phù hợp với Việt Nam, thì dân Việt Nam nó quay ra, dân Việt Nam người ta quay ra người ta đập mình thôi. Cho nên mình phải hiểu cái văn hóa, cái lối sống của người Việt Nam trong nước nữa. Tôi về tôi sống hồi nào thì tôi có đụng luật pháp thì tôi cũng bị đụng chạm vậy, nhưng mà mình cứ hành xử theo Việt Nam thôi. Chứ đi về Việt Nam mà tôi cứ than là nghị quyết 36 cứ lôi ông Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra Việt Kiều tụi tôi là về phải thế này thế nọ. Chàng ơi, tôi phiên mấy ông này nhiều khi cũng thấy mệt, mình cứ sống sao cho nó đúng được rồi, cứ là đòi nghị quyết 36 phải ưu đãi, phải thế này thế nọ. Chàng ơi, mình về trong nước mình sống, mình cứ làm một người, nếu mình về Việt Nam thì mình là cái người, mình là người công dân của Việt Nam thì mình cứ chấp hành luật pháp rồi mình cứ sống theo cái văn hóa của người Việt trong nước, hòa đồng với họ thôi. Tôi nói chứ các bạn, tôi về tôi sống tôi cũng đụng chạm trong vấn đề dân sự dữ lắm chứ không phải, nhưng mà có bao giờ tôi lên mạng tôi than thở ông nhà nước nghị quyết 36 tại sao không binh vực tôi. Mày ơi, trong vấn đề dân sự mà ngay cả tôi bè tôi đụng chạm rồi công an phường cũng gọi lên cũng giật tôi lên bờ xuống ruộng như vậy, mà tôi có bao giờ tôi than chắc là nghị quyết 36 hay gọi Mặt trận Tổ quốc công an phường nó giật tôi, nó còn đòi đem tôi ra Bộ Ngoại giao khi nó biết tôi là người nước ngoài về Việt Nam sinh sống. Tôi ngồi tôi cười đây. Mình sống cứ hòa đồng với nhau thôi. Trong vấn đề dân sự ở Việt Nam tôi làm ăn vậy tôi cũng có mâu thuẫn vậy, tôi cũng đập lộn tùm lum á, cũng bị phạt nữa. Mà tôi có bao giờ mà than đâu nghị quyết 36 thế này thế nọ, đem cái nghị quyết 36 ra để lè đâu. Ok, tôi là người dân trong nước như mọi người thì mình cứ mình chơi thì có chơi có chịu thôi, có gì đâu. Mà tôi thấy mấy ông Việt Kiều về mấy ông yêu nước thì tốt, mình có cái tinh thần người Việt truyền thống, mình yêu nước yêu quê hương đất nước thì mình góp được tiếng nói gì mình góp. Chứ đụng nhiều khi phát ngôn của mấy ông về mấy ông không có phù hợp, cái văn hóa của thằng Mỹ nó khác với cái văn hóa ở Việt Nam, thì cái văn hóa cái thằng Trung Quốc làm sao mà nó giống như Việt Nam được. Về Việt Nam mà mình cứ đòi hỏi những cái gì nó cũng giống ở một cái quốc gia đó, đảng phe đảng của nó đập lộn nhau ông trời đó. Còn Việt Nam một đất nước một đảng, người ta làm sao cho nó bình yên đất nước theo cái văn hóa người Việt. Mà tôi thấy lên mạng có mấy ông Việt Kiều cứ đem cái nghị quyết 36 ra than thở trách móc, thấy rầu, sống biết người biết ta, đánh trăm trận thắng trăm trận. Nói chứ sống biết người biết ta, hài hòa với nhau mà sống. Tôi nói đánh trăm trận đây là có nghĩa là mình bước vào cái thương trường, mình làm ăn đồ, mình đụng chạm đồ nãy kia, cứ chơi sòng phẳng thôi. Có gì đâu mà than thở cái nào là nghị quyết 36 không có gọi là ưu đãi cho những cái người Việt Kiều yêu nước. Chàng ơi, yêu nước thì cứ uống nước nhiều nhiều vô, là mình chỉ yêu nước vậy là được rồi. Về Việt Nam thì mình làm ăn cũng như mọi người thôi, chứ đâu phải Việt Kiều xách được cái đồng đô la Mỹ. Tôi nói chứ đâu phải Việt Kiều xách được cái đồng ngoại tệ về Việt Nam mà cứ đi ra đi cái mặt quên đi quên ngó trời. Bởi vì nhiều ông Việt Kiều yêu nước cái về Việt Nam cái bị thất bại, cái quay qua bất mãn cái độ lên mạng tôi gặp cũng nhiều á, cái độ buồn. Hồi lúc mới lúc đầu thì tiếp đãi tôi nồng hậu lắm, về lấy xe công vụ ra đưa đón rồi mời mọc họp hội họp báo rồi thế này thế nọ. Rồi bây giờ khi có chuyện thì bỏ rơi dắt chanh bỏ giỏ. Trời ơi, mấy ông Việt Kiều nhiều khi tôi nói quên cái chữ Việt Kiều của mình đi, về như sống làm người Việt đơn giản vậy đó, cứ ăn bốc ăn hốt, đi ra đường cũng quán xá quán cốc, chơi người ta chơi cỡ nào thì mình cứ chơi vậy thôi.
về đem cái nghị quyết 36 ra lòe như này rồi đó. Tôi về Việt Nam mà tôi phải được chính phủ tiếp đãi tôi thế này thế nọ, tại vì tôi là đem kiều hối. Trời ơi, kiều hối của mình, của bản thân mình bao nhiêu, cả triệu người, mấy bốn gần 5 triệu người ở hải ngoại, người ta góp vô mới được như vậy. Mà đâu phải mình làm cái gì to lắm đâu, ghê gớm. Tôi thấy nhiều người vì khi tôi nói thì nó đụng chạm anh chịu không, đụng chạm ghê gớm lắm. Tại con người tôi vậy đó, tôi sống có sao nó vậy à. Thích thì chờ, không thích thôi bye, không thích, không thích tôi thì hủy kết bạn. Tôi không có ai vua gì ai hết trơn, chỉ sống theo tinh thần dân tộc, cứ đúng theo pháp luật, ủng hộ chính sách một đảng của Việt Nam để xây dựng đất nước ngày một tốt hơn, chỉ vậy thôi. Còn mình là kiều bào ấy gì đó, mình về Việt Nam mình làm được gì thì mình cứ làm cho quê hương, đâu phải mình làm về Việt Nam là mình phải đi đây đi đó rồi phải được cơ quan nhà nước tung hô, truyền thông báo chí ca ngợi được. Tôi dẹp mấy chuyện đó, mình về thì sống như mọi người dân. Còn còn nhiều khi tôi thấy mấy ông Việt kiều cũng vậy, ngồi tính toán à, mai nay tôi sẽ về quê hương, bây giờ mà không về đợi mai mốt buổi xế chiều à, mới chống gậy lò mò đi về, ta về ta cắm ao ta dù chống dù đục ao nhà vẫn hơn, vẫn hơn. Tôi nói gì các bạn, về Việt Nam mà không có vốn liếng thì cũng chết. Các bạn về Việt Nam mà không có cái cơ sở hay là một cái cơ ngơi cái gì đó để mình tạo ra cái cuộc sống vật chất thì cũng chết tới chừng đó rồi, cũng vỡ khóc rồi lạng quạng quay ra rồi chửi cộng sản, bảo rằng cộng sản ăn cướp của mình kiều bào, bởi vì khổ khổ ông chính phủ. Tôi nói gì mà tôi gặp cái trường hợp đó cũng nhiều chứ ít đâu, ở trên mấy cái giao dân vòng mạng. Bởi vì tụi chống cộng nó nói đó, mày về đi mai mốt rồi cộng sản nó sẽ thu lấy mình hết, có gì đâu, không giờ nước cần tôi vẫn vẫn hiến cho luôn cũng được, không sao, có gì đâu. Mình sống cái gì nó hài hòa với nhau. Cái Việt kiều nhiều khi cái người Việt của mình, chỉ các bạn biết đi ra nước ngoài rồi họ thay đổi ghê gớm lắm, họ thay đổi cái lối sống của họ và cách hành xử, cái họ quay trở về Việt Nam cái nó không phù hợp, rồi lên mạng rồi bắt đầu đổ lỗi ông chính phủ, ở Mỹ thì phải làm chết bà cố để có mà ăn, rồi về Việt Nam không làm gì hết mà đi về là muốn muốn cái gì mình cũng phải được cơ hội hết, làm ăn thì tôi cũng phải là được ưu tiên cái này nọ, đâu có được. Chiến trường là chiến trường cạnh tranh khốc liệt, cho nên nhiều khi tôi lên mạng tôi thấy mấy ông Việt kiều than thở nghị quyết 36, tôi cũng có phiên nói, anh về anh cứ sống bình thường thôi, giản dị thôi, nếu anh tham gia chính trị thì anh phải cẩn trọng những cái lời nói của anh, những phát ngôn của anh, những cái phát biểu của anh phải hiểu rồi Việt Nam, cái văn hóa Việt Nam khác, văn hóa của Mỹ nó khác, chứ anh về mà anh cứ đem rao giảng thôi, cái kiểu mà đa đảng của Mỹ và đi vào cái chính sách của Việt Nam thì nó đâu có phù hợp, nó bị chổi thì nói lạng quạng, dân trong nước nó ngược chạy súc. Tôi nói có lỡ có một lần thôi mà nó ngược tới hôm nay, nhiều khi nó quay qua nó còn nói, nó nói tôi nói xuyên tạc Bác Hồ, mà tôi nói sai, tôi nó bắt nó quỳ gối xuống xin lỗi, vanh tay quỳ gối xuống xin lỗi, tôi cũng làm tới hôm nay mà nó còn ngược. Lâu lâu cái nó nhắc ra nó nói tôi là thế này thế nọ, bó tay đâu phải giỡn đâu. Ây da, dạ thôi thì mình đi chợ, xin chào anh chị các bạn nha, bye 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 bye. Hà Mỹ Ly à, Hà Mỹ Ly thức rồi.